Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Thì vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa Sittin 10S170C này. Đó, một dòng cưa quốc dân siêu phẩm luôn các bác nhé. Đó, con này thì mẫu mã thì cực kỳ ngon lành rồi. Tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, cho các bác nào đam mê dòng máy cưa Sittin mà muốn nhẹ nhàng, giật máy nhẹ nhàng thì có thể lựa chọn một em này các bác nhé. Con này thì nòng nhỏ nhẹ, phù hợp về cho các bác sử dụng gia đình cũng như là về cắt dọn vườn đồ linh tinh thôi. Đó, con này thì tích hợp hai ốc lam luôn này các bác. Hai ốc lam luôn nhá. Đó, làm xích, mắt xích thì còn to bản nguyên. Theo đánh giá cái mắt xích này thì còn khoảng tầm 70-80% nữa. Đó. Các bác nhìn qua cây máy có đẹp không ạ? Hàng này là chuẩn bãi Đức các bác nhá. Đó, bồ của nó này, bồ zin nguyên bản luôn các bác nhá. Bồ còn trắng phau luôn. Đó, dập Sittin ở đây luôn này. Tem mát cái chuồn chỉ các bác nhá. Đó, dòng cưa 170C trục giật trợ lực. Đó, máy móc zin nguyên bản. Đó, hàng em bao đảm bảo cho các bác chưa bung viếc máy móc gì cả. Đồ đạc linh kiện chưa hề thay thế. Đó, cửa hàng của bên em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ, máy móc hàng bãi Nhật nội địa, hàng bãi zin nguyên bản cho các bác nhé, chứ không có bán hàng mà đã qua thay thế sửa chữa, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Các bác nhìn qua một con máy cưa Sittin 170C và em sẽ báo giá luôn con này các bác nhé. Hiện tại thì con này thì em bán với giá là 3.200.000, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, dòng máy cưa Sittin thì thực sự bây giờ nó đang rất là hiếm hàng các bác nhé. Đó, hãng cửa hàng hệ mà, hàng của cửa hàng chúng em thì về được những dòng máy cưa Sittin thì cực kỳ khó luôn. Đó nên mà giá thì dạo này thì nó đã lên rất là nhiều các bác nhé. Đó, giá của dòng máy cưa bãi thì sự bây giờ đang lên rất là nhiều, thì bên em thì buộc phải bán lên một chút xíu thôi, chứ không thể nào bán lên nhiều quá. Đó, và con này thì em bán cho các bác là giá 3.200.000, đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện gồm 3 món là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhé. Bộ phụ kiện 3 món và hoàn toàn miễn phí ship, miễn phí ship tận nhà cho các bác. Đấy, tem mác này. Đó, để em gỡ phần đấy để cho các bác xem qua. Đó, tất cả nòng bạc lửa bao zin hết các bác nhé, zin từ A đến Z. Bô zin này, nhìn các bác nhìn cái bô là đã biết rồi đúng không ạ? Nhìn nước sơn của cái bô này cực kỳ trắng phau luôn này. Chưa hề có tí han gì nào các bác nhá. Nòng zin này, lửa zin này, buji zin luôn này. Đó, chế zin này. Đó. Hàng này thì đảm bảo cho các bác là không phải lăn tăn gì cả. Chủ giật trợ lực rất là nhẹ nhàng cho các bác sử dụng. Đó. Máy móc tất cả nói chung là dòng Sittin mà, tất cả linh kiện của máy thì đều là dập nổi Sittin cả các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, đây nhìn các bác nhìn qua, tất cả linh kiện của nó thì đều dập Sittin. Đó, đây đến phần cục nhún thôi, một cục nhún giảm sóc của cái máy này thôi cũng có dập Sittin ở đây các bác nhé. Đó, nên là các bác cái hàng này thì không thể bảo là thay thế linh tinh vào được. Đó, đây tất cả này dập Sittin này, phò viết của nó này cũng đều Sittin các bác nhé, nên là các bác hãy yên tâm. Đến phần bô, bô cũng dập Sittin luôn các bác nhé. Đến cái phần tay thắng xích dập Sittin tiếp. Đó, thắng xích thì đầy đủ các bác nhé. Đó, đây thì em đã quay cho các bác xem qua để các bác hoàn toàn tin tưởng với bên em các bác nhé. Đó, còn cái phần này thì nó hơi bị ố một xíu thôi, nói chung là mình về sử dụng thì nó không ảnh hưởng gì cả. Còn toàn thể máy móc thì bao là chưa hề vỡ viếc ở linh kiện gì cả, vỡ viếc bể viếc hay là trục trặc gì. Rồi và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé, để cho các bác nghe tiếng động cơ sẽ là ưng ý vừa tai mình nhất để lựa chọn phù hợp cho gia đình mình các bác nhé.
Nói chung là máy móc thì cũng đã dọn nổ, cũng là căn chỉnh ngon lành đấy các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi, thắng xích thắng xiết thì đầy đủ nguyên đó, đảm bảo cho các bác hàng zin nguyên bản. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em, số điện thoại đã đây trên màn hình rồi các bác nhé. Rồi chào các bác, hẹn các bác ở video sau.